sau 30 năm đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lược, nỗi đau chưa dứt, mất mát chưa nguôi, dân tộc Việt Nam lại buộc phải bước vào một cuộc chiến trận mới tàn khốc, đầy máu và nước mắt. Đằng sau cuộc chiến này là thảm họa diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Khmer Đỏ, cướp đi sinh mạng hơn 3 triệu người Campuchia và hơn 3 vạn người Việt Nam, là mưu toan chia để trị nhân dân ba nước đồng dương của các cường quốc. 4 năm nhẫn nhịn tìm kiếm hòa bình, kiên trì đối phó với xung đột và chiến tranh biên giới, 10 năm gian khổ hy sinh để cứu giúp và hồi sinh đất nước Chùa Tháp từ họa diệt chủng. Trong bao giây cấm giận và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang vì tình nghĩa quốc tế vẹn toàn, trong sáng, thủy chung, và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở hướng Tây Nam tổ quốc Việt Nam. Những năm 1954-1969, Vương quốc Campuchia đã từng có một giai đoạn phát triển thái bình dưới sự lãnh đạo của nhà vua, thủ tướng, quốc trưởng Norodom Sihanouk. Trong khi ở phía đông bán đảo Đông Dương, Việt Nam chìm trong khói lửa chiến tranh, Thái Lan ở phía tây vật vã với quá trình hiện đại hóa đất nước và lực lượng quân sự thắng thế, thì tại Campuchia, Sihanouk với đường lối chính trị trung lập, khôn ngoan của mình đã xây dựng đất nước Chùa Tháp trở thành một ốc đảo thanh bình như báo giới phương Tây thời đó vẫn thường ca tụng, vương quốc của những nụ cười. Chủ trương về một chủ nghĩa xã hội hoàng gia, một cộng đồng nhân dân, Sihanouk đã nỗ lực phát triển một hệ thống giáo dục hiện đại, tìm kiếm viện trợ nước ngoài để thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng thương mại. Ông đồng thời cũng tạo dựng hình tượng về một nhà lãnh đạo chuyên chính nhân từ, được nhân dân Campuchia sùng kính. Nhưng những ngày tháng thanh bình của đất nước Campuchia đã nhanh chóng kết thúc khi cuộc chiến tranh Đông Dương lan rộng. Và một loạt diễn biến lịch sử tiếp sau đó đã đẩy quốc gia này nhanh chóng rơi vào thảm cảnh diệt chủng điêu tàn. Đây là những hình phạt tàn khốc mà Pol Pot đã dành cho những người bị y liệt vào hàng phản bội. Họ cũng chính là những thành viên trong tổ chức Khmer Đỏ. Vì không chịu nổi sự tàn bạo, độc ác của chế độ Pol Pot đối với dân thường, nên âm mưu nổi dậy. Bên cạnh đó, còn có những người dân tay không tấc sắt, căm phẫn, tự phát vùng lên. Nhưng tất cả đều không lọt qua sự kiểm soát của Pol Pot. Một cái kết bi thảm là điều không thể tránh khỏi đối với họ và thân nhân gia đình họ. Không ai có thể mô tả được toàn cảnh cuộc đấu tranh nội bộ của nhân dân Campuchia chống lại chế độ Khmer Đỏ. Bởi đã có hàng chục ngàn người vô danh trong cuộc nổi dậy đã bị giết chết tới tận người cuối cùng. Nhiều người dân Campuchia sau này kể lại rằng họ đã từng chứng kiến rất nhiều người bị đưa từ những nơi khác đến làng để hành quyết. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một thông tin nào cho thấy họ là ai và họ từ đâu đến. Chúng tôi đã phải chống lại Pol Pot từ năm 1974 như phong trào đấu tranh ở vùng Đông Bắc và phong trào đấu tranh Cô Công. Đầu tiên là ở Cô Công và sau đó là ở tỉnh Ratanakiri. Ở vùng Đông Bắc đã tích cực chống lại Pol Pot bằng hình thức du kích vũ trang. Đối với Ratanakiri thì ém quân ở Kon Tum. Tại Mondokiri thì ém quân ở Đắk Lắk. Đối với Stung Treng, ém quân ở Atopu của nước Lào. Cuộc nổi dậy đầu tiên chống Pol Pot của Sải Phu Thồng, Phó Chủ tịch Mặt trận Cứu nước bao gồm cả cuộc nổi dậy của tướng Chak Ray, Phó Tổng Tham mưu trưởng,
tư lệnh quân khu Phnom Penh. Chính chế độ cai trị kiểu công xã của Pol Pot đã triệt tiêu mọi cơ sở cho sự đấu tranh. Việc gần như không có thông tin qua lại giữa các nhóm nổi dậy suốt một thời gian dài đã làm ngăn cản việc tổ chức một phong trào đấu tranh rộng khắp đất nước Campuchia. Như nhà báo Wilfred Budget đánh giá, họ đã kháng cự từng cá nhân và cả tập thể, cả dân thường không tất sắc trong tay lẫn những đơn vị trong các lực lượng vũ trang, nhưng chủ yếu là tự phát và rời rạc, sức đến đâu kháng cự đến đó. Tuy nhiên, họ phải chịu ở vào thế bất khả kháng đến mức tuyệt vọng, bởi vì súng ống, đạn dược, tổ chức thông tin liên lạc, giao thông vận tải và trên hết, sự lãnh đạo còn nằm trong tay Pol Pot và phe lũ. Đến năm 76 thì ở trong nhân dân Campuchia thì như mình biết đó, nó tàn sát, nó diệt chủng đủ thứ cả. Thì phong trào nổi dậy ở trong nhân dân Campuchia đã có bắt đầu. Thế thì lúc đó mình vẫn còn ngoại giao theo cái Pol Pot. Thế vì nó năm 76 nó mới có một cái tập thể lớn của các tỉnh Đông Bắc Campuchia vượt biên giới Campuchia sang ta. Đứng đầu là Buthon sau là Bộ trưởng Quốc phòng đó, Bumi và Seke là sau là Tổng tham mưu trưởng, bây giờ là hai ngày trước dẫn qua qua biên giới ta và xin tị nạn và để mà đề nghị ý kiến là phải chống Pol Pot. Trong nội bộ chúng tôi có câu hỏi rằng chúng tôi dựa dẫm ai? Có dựa dẫm Việt Nam, dựa dẫm Lào không? Phải nói rằng đây là nơi chúng tôi rất tin tưởng, bởi chiến sĩ yêu nước chân chính ly khai khỏi Pol Pot, nhờ người láng giềng Việt Nam giúp đỡ, có chung lý tưởng với chúng tôi. Sự thật, việc tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ đó, Việt Nam dù đang còn gặp rất nhiều khó khăn, song các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lực lượng giúp Campuchia theo yêu cầu của nhân dân Campuchia. Từ tháng 4 1977, ngọn lửa đấu tranh bắt đầu bùng nổ dữ dội trên khắp đất nước Campuchia. Hành động tàn bạo của Pol Pot đối với gia đình và bản thân các tướng lĩnh, binh sĩ trung thành với Khmer đỏ đã làm thức tỉnh tinh thần đấu tranh sống còn của họ. Từ những kẻ theo Pol Pot, gần như toàn bộ dàn lãnh đạo trong cuộc đấu tranh chống Mỹ trước đó đã bị quét sạch, không còn ai sống sót. Năm 1977 được xem là năm gia tăng đáng kể số lượng các hố chôn tập thể trên khắp đất nước Chùa Tháp. Đỉnh điểm là cuộc thanh trừng lớn nhất, đẫm máu nhất diễn ra tại quân khu đông của Sophim, phó chủ tịch thứ nhất của Campuchia Dân Chủ, nơi mà Pol Pot cho là thân với Việt Nam. Và chính các lãnh đạo này đã nhiều lần chống lệnh thanh trừng nội bộ của Pol Pot. Những tướng lĩnh và binh sĩ bị bắt đều bị giết tại chỗ. Toàn bộ các thôn xã đều bị triệt hạ và hàng chục ngàn người bị buộc di cư sang các khu vực khác, để rồi sau đó bị hành hình hàng loạt. Sự loại bỏ những người cộng sản Khmer cũ và gia đình của họ ở quân khu đông đã chấm dứt hoàn toàn khả năng lật đổ Pol Pot bằng một cuộc nổi dậy từ bên trong Campuchia. Chỉ còn lại con đường tị nạn, chạy ra nước ngoài là giải pháp sau cùng mà những người nổi dậy lựa chọn sau khi tất cả mọi nỗ lực phản kháng không thành. Nội bộ địch đã bắt đầu mâu thuẫn gay gắt, đang là thanh trừng là nội bộ, xuất hiện lực lượng nổi dậy chống lại, mà tiêu biểu nhất là Hun Sen chạy sang ta. Tôi gặp Hun Sen đầu tiên là Hun Sen chạy sang ta, và Hun Sen đã viết một tường trình về tình hình Campuchia và đề nghị Việt Nam giúp đỡ. Bản thân tôi lúc đó mới có 25 tuổi, còn trẻ đã chạy sang Việt Nam lánh nạn để tìm cách xây dựng lực lượng kháng chiến chống chế độ Pol Pot.
Lúc đó tôi nghĩ rằng có rất ít khả năng tôi và nhân dân Campuchia có thể sống sót. Hai giờ sáng ngày 20 tháng 6 1977, Hun Sen và bốn người lính dưới quyền của ông đã vượt biên sang Việt Nam, nhưng phải mất hơn 3 tháng thận trọng xem xét, phía Việt Nam mới quyết định có tin tưởng Hun Sen hay không, vì lúc đó ta vẫn còn quan hệ ngoại giao với Campuchia Dân Chủ. Trong hồi ký, Thủ tướng Hun Sen kể lại lời thỉnh cầu giúp đỡ của ông đã bị phía Việt Nam từ chối vì không muốn can dự vào công việc nội bộ Campuchia. Việt Nam đang nỗ lực giải quyết vấn đề xung đột biên giới với Khmer Đỏ bằng con đường đàm phán ngoại giao. Hun Sen đã từng cảm thấy tuyệt vọng khi các tướng lĩnh Việt Nam đề nghị ông đến Thái Lan để tìm kiếm sự giúp đỡ, và lúc đó ông đã từ chối. Tình hình biên giới hai nước sau đó đã xấu đi một cách nhanh chóng, đặc biệt vào cuối năm 1977. Khmer Đỏ không ngừng tấn công liên tục lãnh thổ Việt Nam. Hun Sen viết, đó là một cơ hội bằng vàng cho tôi. Chính bản thân tôi đã không thể thuyết phục được Việt Nam, nhưng khi Pol Pot tấn công thì Việt Nam phải trả đũa. Những cuộc phản công phòng vệ của quân đội Việt Nam đánh bật quân Khmer Đỏ vào sâu hàng chục km trong nội địa Campuchia thời điểm cuối năm 1977 đã tạo điều kiện cho dân chúng và các tướng lĩnh, binh sĩ Khmer Đỏ ly khai có cơ hội tìm đường lánh nạn sang Việt Nam. Dòng người tị nạn Campuchia nhanh chóng tăng lên đột biến khi Việt Nam quyết định mở cửa biên giới, và họ đang rất cần đến sự giúp đỡ cưu mang của người Việt Nam. Hun Sen viết, tôi rất biết ơn họ, Việt Nam đã cho phép dân chúng Campuchia di tản sang các khu vực của họ khi đang bị tấn công và đến sống ở Việt Nam. Điều đó đã tạo cho tôi cơ hội tuyển mộ lính cho các lực lượng của mình. Trong những chuyến đi bí mật vào Campuchia đầu năm 1978, Hun Sen đã mời các cán bộ chỉ huy cao cấp của Khmer Đỏ đào ngũ gia nhập lực lượng của ông. Khi đánh sang bên đó mình rút về biên giới của mình thì đồng thời dân đi theo. Mà dân đi theo thì còn gì nữa, thành khu trắng thì không được, mà đi như thế thì thế giới nó sẽ nói như thế nào? Cái bọn tay sai cho nó nói như thế nào? Mà thôi, dân ở lại để mà giữ lấy nhà lấy cửa. Dân nó nói như thế này, thôi chúng tôi không đi nhưng cho con tôi đi, tôi có chết thì còn con tôi. Có thảm khốc không? Một đằng bộ đội đi bảo dân về, dân đi theo. Thế thì dân về thì gửi con đi sang với Việt Nam, để bố mẹ có chết thì còn con. Tháng 9 1977, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng, quân khu 7 thành lập đoàn 977 làm nhiệm vụ giúp đỡ người Campuchia chạy nạn sang Việt Nam. Trên địa bàn quân khu 5, quân khu 9 và các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, ta cũng lần lượt thành lập các đơn vị tổ chức đón tiếp, bảo vệ và cưu mang hàng vạn người dân Campuchia ly hương, hỗ trợ lương thực, thuốc men, hướng dẫn họ về những vùng tạm cư, ổn định cuộc sống trên vùng đất mới. Dù số lượng người tị nạn ngày một gia tăng nhanh chóng, nhưng đi dọc biên giới Việt Nam những ngày tháng đó sẽ không có những trại tị nạn ảm đạm như vẫn thường thấy trong các cuộc chiến tranh. Thay vào đó là những ngôi làng mới được dựng lên, tràn đầy sinh khí với nhịp sống bình yên. Nụ cười đã trở lại trên môi những người dân Campuchia chạy nạn sau những tháng ngày sống trong sợ hãi dưới chế độ Khmer Đỏ. Người dân Campuchia ở biên giới từ Hà Tiên cho đến qua khỏi cái khu vực Tây Ninh tràn qua Việt Nam rất là đông. Họ không chịu nổi cái chế độ Pol Pot. Thì theo tôi biết thì đối với Pol Pot, tầng lớp nông dân là tầng lớp ưu tú trong cái quan niệm của họ, và cái chính quyền của họ dựa trên cái tầng lớp nông dân là chính. Mà người nông dân Campuchia còn không chịu nổi Pol Pot mà phải tràn qua Việt Nam để mà chạy trốn Pol Pot. Những cái lực lượng mà người ta nổi dậy
ở bên Campuchia năm 77, chúng ta có đánh sang một cái, ta phải đánh sang đánh một đòn trả đã, sau chúng ta rút ngay. Thì cái lực lượng đó họ nổi dậy và có nhân dân họ chạy sang ta, họ xin tị nạn, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta giúp được. Nó đặt ra cho đảng ta là ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là giải pháp gì để có thể kết thúc chiến tranh biên giới. Bằng giải pháp gì có thể kết thúc chiến tranh biên giới? Thứ hai là kết thúc chiến tranh biên giới bằng lực lượng nào? Bằng lực lượng nào? Vấn đề thứ ba là còn chế độ Pol Pot in Sari thì có kết thúc được chiến tranh biên giới hay không? Trước yêu cầu và đòi hỏi cấp bách về sự phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, cùng với việc thành lập đoàn 478, quân ủy trung ương chỉ đạo cho các quân khu 5, quân khu 7 và quân khu 9 thành lập các đoàn 578, 778 và 978 trực tiếp giúp bạn về công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang. Ở hướng địa bàn trọng điểm, quân khu 7 khai giảng lớp huấn luyện quân sự tại căn cứ Suối Râm. Tiếp đó, trường hạ sĩ quan của quân khu mở lớp đào tạo hạ sĩ quan đầu tiên cho bạn với 202 học viên. Khu di tích lịch sử này là địa điểm thành lập đoàn 125, tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Tại đây, vào ngày 12 tháng 5 1978, 125 cán bộ chiến sĩ Campuchia do Hun Sen làm chỉ huy trưởng đã tuyên thệ đứng vào hàng ngũ kháng chiến, bắt đầu hành trình gian khổ và thử thách để tìm kiếm con đường cứu nước cho dân tộc Campuchia. Từ những mầm mống nhỏ bé đầu tiên đó, lực lượng vũ trang cứu nước Campuchia từng bước được hình thành và phát triển. Trải qua một tháng huấn luyện, 125 cán bộ chiến sĩ được phân thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất biên chế thành 12 đội, xâm nhập vào nội địa tiến hành hoạt động vũ trang. Bộ phận thứ hai vẫn ở lại Long Giao để chuẩn bị quay về Campuchia thành lập các đơn vị mới. Mà bạn yêu cầu cái chế độ đó diệt chủng như thế mà không, chúng ta không giúp thì không thể nào là tiêu diệt được nó, bởi vì nó là cái quái thai. Mà để thế thì hậu quả đấy, chính nhân dân Campuchia bị hậu quả và đồng thời Việt Nam cũng bị hậu quả. Nếu không giải quyết được cái quái thai này đấy, thì cả hai dân tộc là bị nguy hiểm. Cùng với huấn luyện và đào tạo, các đội vũ trang Campuchia đã phối hợp với lực lượng nổi dậy bên trong tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân Campuchia về đường lối chủ trương của cách mạng, về tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, vận động thanh niên tham gia lực lượng kháng chiến. Ngoài ra, quân khu 7 còn phối hợp giúp bạn tổ chức trinh sát thọc sâu, bắt liên lạc với các nhóm ly khai ở Mi Mốt và vùng 21. Đặc biệt quan trọng là nhóm ly khai còn sống sót do Heng Samrin và Chia Tim lãnh đạo trong vùng rừng núi quân khu Đông sau vụ Pol Pot thanh trừng tướng Sô Phim. Khi là quân đồng ba vào thì chuẩn bị cho quân đồng ba chuyển giao cho trung ương quân đồng ba, thì sư 302 của anh Nam Thược đang phòng ngự ở đó. Thì bên kia cái ông Hen Somri đó, tư lệnh quân khu Đông mà cũng là tư lệnh của cái sư 4 của nó, thì ổng nghĩa là làm cái tức là ly khai. Và sau đó thì là gặp anh Nam Thừa, gặp đồng chí sư trưởng sư 302 và báo cáo cái tình hình đó. Anh Lai Tê Bê là tổ chức chỉ huy trên dưới 20 người đi qua Campuchia, tức là dùng cái huyện Campuchia đó, ở Sư Riêng
đó dùng dùng Sô Liên. Thì như vậy á, là mình bắt liên lạc được với anh em á, là ly khai chống lại cái chế độ Pol Pot. Thì gom có anh Hinh Xâm Rin bây giờ với anh Chia Sim bây giờ, hai anh đó lớn á, với gần ngàn dân. Thì bắt đầu mình rước về á, là anh em á, bắt đầu tổ chức rước về Lò Gò xóm giữa. Thế thì ra lệnh mở như thế đó để đón cái quân nổi dậy ở Campuchia đó, tách rời khỏi cái đội hình của vòng Pol Pot đó, trở về Việt Nam. Cuối năm 1978, các chỉ huy cấp cao của cách mạng Campuchia như Hun Sen, Chia Sim, Yang Samrin đã gặp nhau tại căn cứ Long Giao, Việt Nam để mưu cầu sự nghiệp lớn lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, điều mà họ đã không thể làm được khi còn ở Campuchia. Từ đây, lịch sử đã lựa chọn họ vào vị trí nắm giữ vận mệnh và tương lai của dân tộc Campuchia. Về sau, từ liên minh đoàn kết chiến đấu chống Pol Pot, họ bước vào chính trường, trở thành bộ ba quyền lực đảng CPP, tiếp tục lãnh đạo đất nước Campuchia vượt qua những thử thách thời đại để tồn tại và phát triển. Tăng Pi Ban Khơi. Khi thấu hiểu rõ về bản chất phản động của bè lũ Pol Pot đã sát hại hàng loạt cán bộ chiến sĩ Campuchia yêu nước chân chính. Sau cái chết của đồng chí Sô Phim, các thành viên của đảng và chiến sĩ yêu nước chân chính trong và ngoài quân đội đã nổi dậy chống lại bọn bè lũ Pol Pot. Hàng vạn nhân dân, cán bộ và chiến sĩ yêu nước đã chạy vào trong rừng. Trong đó có bản thân tôi, Hieng Somrin, Samdech Chiasim, Samdech Hun Sen là những cán bộ lãnh đạo quan trọng đã chạy lánh nạn sang Việt Nam và được nhân dân Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ xây dựng lực lượng. Tháng 11 năm 1978, lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Mondulkiri đánh chiếm một căn cứ Khmer Đỏ. Nhân dân tỉnh Campuchia nổi dậy làm chủ một số xã. Nhiều vụ binh biến nổ ra ở quân khu 203, quân khu Đông Bắc và miền Đông Campuchia. Vùng giải phóng từ đó được thiết lập ở nhiều nơi, đặc biệt ở hai tỉnh Campuchia và Krache. Trên cơ sở đó, Hieng Somrin, Chia Sim cùng Hun Sen đã triệu tập một cuộc họp năm bên nổi dậy, gồm các lực lượng quân khu Đông do Hieng Somrin, Chia Sim lãnh đạo, cánh thứ hai dưới quyền chỉ đạo của Pu Thang ở Đông Bắc Campuchia, cánh thứ ba của Ben Sovan, cánh thứ tư là các lực lượng mới thành lập của Hun Sen, và cánh thứ năm đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Khmer đó ở Thái Lan của Say Bun Thang và Thi Banh. Cánh cửa lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cuối cùng đã mở ra cho họ. Đầu tháng 10, bọn tôi đánh ở ngã ba Chuồng Bò ở Sa Nua. Thì phải nói là cái tuyến phòng ngự của Pol Pot thì nó rất là rắn, rất là dày. Nhưng mà sau này thì mới biết được rằng là cái vinh dự là cái trận đánh đó của tôi đi tạo một cái vành đai khoảng 10-15 km nó thật là an toàn để cho cái mặt trận dân tộc đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia làm cái vị trí, làm cái nơi mà để làm cái lễ ra mắt. Ngày 2 tháng 12 năm 1978, tại vùng giải phóng Sinun, tỉnh Krache, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra đời, công bố cương lĩnh 11 điểm, kêu gọi nhân dân Campuchia đoàn kết, nổi dậy, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân trên một đất nước Campuchia mới. Ngay sau khi thành lập, mặt trận đã đề nghị Việt Nam giúp đỡ nhân dân Campuchia, không phải chỉ cứu giúp mấy vạn người tị nạn, mà phải cứu giúp cả một dân tộc. Làm cái lễ ra mắt mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia và tuyên bố trên thế giới. Lúc bây giờ là, và có một cái hiệp ước yêu cầu Việt Nam giúp đỡ cứu nhân dân Campuchia, cứu cái mặt trận, ngoài cái chuyện ra, thành lập mặt trận ra, và có một cái thông điệp
là yêu cầu mặt trận người quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia giải phóng Campuchia. Cô đại cử viên đua rồng lông. Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập với mục tiêu đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước Campuchia. Mặt trận đã đề nghị với chính phủ Việt Nam giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi sự chém giết từ chế độ Pol Pot. Đáp ứng lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, lúc đó bản thân tôi Hieng Somrin làm chủ tịch mặt trận. Chính phủ Việt Nam đã kịp thời cử quân tình nguyện Việt Nam sang giúp cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Lãnh thổ một quốc gia bắt đầu từ cột mốc biên giới chủ quyền thiêng liêng. Ở nơi đó, đánh dấu sự khởi đầu lịch sử và văn hóa của một dân tộc. Người Việt Nam nào mà không nhớ, không thuộc nằm lòng những vần thơ Nam Quốc Sơn Hà hào sảng của Lý Thường Kiệt, Cáo Bình Ngô khẳng khái của Nguyễn Trãi về chủ quyền đất nước, và Mệnh lệnh thiêng liêng của vua Lê Thánh Tông thời trước. Kẻ nào dám đem một thước đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc sẽ bị tội tru di. Ý thức chủ quyền quốc gia lãnh thổ đã trở thành nguyên tắc tối thượng trong cách hành xử của người Việt Nam. Lịch sử dựng nước và giữ nước, gian nan triền miên chiến tranh, khiến người Việt Nam thấu hiểu giá trị của từng tấc đất tổ quốc thiêng liêng, thấm đẫm máu đào của bao thế hệ tiền nhân. Chính vì vậy, quyết định vượt qua bên kia biên giới, vượt qua làn ranh cửa khẩu, đem xương máu của mình giúp đỡ một quốc gia khác trên tinh thần giúp bạn là tự giúp mình, không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng đó lại là điều phải làm tại thời điểm cuối năm 1978, đầu 1979, để chấm dứt một chế độ diệt chủng, một cuộc chiến tranh tàn khốc, và để xây dựng một đường biên giới bình yên, hữu nghị và phát triển cho đất nước Việt Nam hôm nay.